nay chồng rất hạnh phúc khi có vợ ở bên cạnh. Chồng muốn nói với vợ một điều là chồng cảm ơn vợ đã luôn bên cạnh mỗi khi chồng buồn vui trong cuộc sống, và vợ luôn là một cánh tay phải đắc lực của chồng. Chồng cảm ơn vợ. Trong cuộc sống thì luôn có nhiều những thứ thay đổi, nhưng tình cảm mà chồng dành cho vợ sẽ không bao giờ thay đổi. Cũng như trong cuộc sống, chúng mình yêu nhau đến thời gian bây giờ cũng là gần 8 năm. Chồng chỉ muốn nói với vợ một điều: tất cả những gì trong cuộc sống, những gì đã xảy qua trong quá khứ, những gì đã luôn làm chúng ta không vui vẻ, ngày hôm nay sẽ gạt bỏ mọi thứ tất cả để nghĩ đến một tương lai mới. Và chồng muốn nói với vợ rằng hãy bên cạnh chồng. Chồng yêu vợ rất nhiều, tình cảm vợ chồng dành cho vợ đến thời gian bây giờ không còn gì có thể chứng minh được bằng giờ phút này đây. Chồng đang ở bên cạnh vợ, đó chính là minh chứng của chồng, đó chính là tình yêu của chồng dành cho vợ. Chồng yêu vợ rất nhiều, hãy luôn ở bên cạnh chồng, chăm sóc chồng và cùng chồng đi đến hết cuộc đời cuối cùng của con người.